Phó Giám đốc Bệnh viện K giải thích lý do nhiều người trẻ mắc ung thư. Theo Phó Giáo sư Phạm Văn Bình, chế độ ăn uống thiếu khoa học, ít vận động, thừa cân béo phì đang là những tác nhân khiến nhiều người trẻ mắc ung thư. Phó Giáo sư Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K Hà Nội cho biết, vào những năm 1960-1980, hầu hết người bệnh ung thư đều trên 60 tuổi, liên quan tới lão hóa do tuổi tác. Nhưng hiện tại, Bệnh viện K đang ghi nhận tình trạng trẻ hóa trong một số bệnh lý ung thư. Theo bác sĩ Bình, có bệnh nhân ung thư dạ dày, cổ tử cung chỉ mới 15 tuổi, ung thư đại trực tràng chưa tới 20, ung thư vú khi 30 tuổi. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, các chuyên gia đã lý giải được nhiều yếu tố khiến ung thư trẻ hóa, trong đó lối sống hiện nay của nhiều bạn trẻ, nhất là dân văn phòng, như ăn nhanh, lười vận động là tác nhân thúc đẩy ung thư sớm. Bác sĩ Bình lý giải cụ thể các tác nhân. Thứ nhất, chế độ ăn uống thiếu khoa học. Chế độ ăn nhiều chất béo, thiếu rau quả, thiếu chất, tiêu thụ quá nhiều thịt nguội và thịt chế biến sẵn làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa, gây tình trạng thừa cân béo phì là tác nhân gây một số loại ung thư khác. Thứ hai là uống rượu. Đây là tác nhân gây ung thư khoang miệng, thanh quản, hầu họng, thực quản. Hai chất ethanol và acetaldehyde trong đồ uống có cồn có thể làm thay đổi ADN của tế bào trên màng nhầy của các cơ quan trên. Thứ ba là ít vận động. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho rằng lười vận động là nguyên nhân gây ra khoảng 21-25% trường hợp ung thư vú và ung thư ruột. Vận động thể lực là yếu tố quan trọng góp phần phòng chống các bệnh ung thư. Thứ tư, các loại vi khuẩn virus. Virus EBV có liên quan đến ung thư vòm họng. Virus viêm gan B gây ung thư gan nguyên phát. Virus HPV là nguyên nhân gây 70% ung thư tử cung ở phụ nữ. Đây cũng là nguyên nhân gây ung thư dương vật ở nam giới. Vi khuẩn HB là yếu tố gây viêm loét dạ dày, tá tràng và ung thư dạ dày. Thứ năm, các lý giải khác như tính chất gen, cá thể hóa vẫn cần phải được nghiên cứu thêm. Vì vậy, để phòng bệnh, quan trọng nhất là thay đổi lối sống, ăn uống khoa học hơn, giảm béo, hạn chế bia rượu và thuốc lá, tăng cường luyện tập thể dục thể thao, nhất là giới văn phòng. Việc tiêm các vaccine phòng bệnh viêm gan B, ngăn ngừa virus HPV cũng là các bước dự phòng ung thư. Phó Giáo sư Bình cho rằng việc phát hiện sớm ung thư rất quan trọng. Khoa học công nghệ hiện nay có thể giúp chúng ta làm điều đó từ giai đoạn tiền ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư vú qua hệ thống chụp nhũ ảnh, ung thư đường tiêu hóa với công nghệ nội soi đã tìm rõ các tổn thương từ giai đoạn sớm nhất. Theo Phó Giáo sư Bình, tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống ung thư qua việc thay đổi lối sống, tầm soát sớm ung thư sẽ là chìa khóa ngăn chặn đại dịch này và cũng mang lại lợi ích kinh tế, thời gian sống của bệnh nhân. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.